Theo đó, ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2023 bằng trận đấu với Hà Lan vào chiều 1 tháng 8, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã tới khách sạn thăm hỏi, động viên toàn đội. Trước sự nỗ lực thi đấu của các nữ cầu thủ, thường trực VFF quyết định tặng phần thưởng 500 triệu để động viên tinh thần toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng nóng từ VFF cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 3 trận đấu tại vòng bảng thành 1,8 tỷ đồng. Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận. Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng rằng tại World Cup nữ 2027, chúng ta vẫn được góp mặt, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói với toàn đội. Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm, qua trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức, chúng ta có thể thấy tình cảm của kiều bào ta ở nước ngoài lớn tới thế nào. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng bầu không khí đó tại World Cup nữ 2027. Muốn như vậy, từng người trong chúng ta đều phải nỗ lực làm việc. VFF hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, các huấn luyện viên có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta lại có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới. Thay mặt toàn đội, huấn luyện viên trưởng mai đức trung cảm ơn tình cảm những lời động viên của lãnh đạo vff cảm ơn thưa